Kính thưa quý khán giả, mạng lưới đường trên cao ở thành phố Hồ Chí Minh bao giờ như Bangkok, Thái Lan. Đây chính là tiêu điểm sẽ được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia hôm nay. Thông qua góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Minh, chuyên gia đô thị học, ngoài ra bản tin còn đề cập thông tin đáng quan tâm khác. Đó là về câu chuyện mã định danh cho thửa đất bao giờ thành hiện thực. Bây giờ mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Một tin vui đến cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, đó là trong tháng 7 năm 2024, thành phố đã ghi nhận cùng lúc hai đề xuất về đường trên cao của hai đơn vị, một nhà nước và một của tư nhân. Điều này cũng phù hợp với kế hoạch phát triển giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh từ nay tới năm 2030. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đề xuất ưu tiên triển khai dự án đường trên cao theo trục Trường Chinh - Cộng Hòa ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Tuyến đường trên cao này dài 11,2 km, rộng 30 m với 4 làn xe, từ ngã tư An Sương nối đến khu vực sân bay, vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cùng với khu vực trên, Sở Giao thông Vận tải cũng dự tính nghiên cứu hai tuyến đường là Sô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh thuộc quận Bình Thạnh, mỗi tuyến dài 2 km trở thành đường trên cao để kết nối đồng bộ với dự án nâng cấp quốc lộ 13. Việc xây thêm đường cao này sẽ hình thành trục giao thông xuyên suốt từ quốc lộ 13 tới đại lộ Điện Biên Phủ. Tiếp đó là tuyến đường trên cao có điểm đầu tại cầu Bình Triệu đến giáp ranh tỉnh Bình Dương với tổng chiều dài 5,9 km, quy mô 4 đến 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13.851 tỷ đồng. Ngân sách thành phố sẽ bố trí khoảng 70%, nhà đầu tư tham gia 30%. Lại thêm một tin vui nữa được bồi thêm. Tức cũng trong tháng 7 năm 2024, có một doanh nghiệp đề xuất làm tuyến tàu điện trên cao lái tự động từ sân bay Tân Sơn Nhất đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến công viên văn hóa Đầm Sen dài gần 30 km. Lộ trình chạy là trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, sông Sài Gòn, Trạch Bến Nghé, kênh Tân Hóa Lò Gốm và đường Lạc Long Quân. Nếu những đề xuất này được thực hiện hóa thành công, thành phố sẽ có gần 60 km đường trên cao. Và thực ra ở thành phố Hồ Chí Minh đã có những đoạn đường chạy trên cao nhưng rất ngắn. Chủ yếu là chạy trên các nút giao thông như đoạn của sân bay Tân Sơn Nhất. Do vậy, nếu ý tưởng nhiều tuyến đường trên cao thành hệ thống, thì đây là lần đầu tiên một thành phố của Việt Nam có hệ thống đường trên cao. Cần nói rằng ý tưởng đường trên cao cho thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện từ đầu năm 2000 khi bàn về việc xây dựng metro ở thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia Nhật Bản có đưa ra ý tưởng này như một trong hai sự lựa chọn là metro và đường trên cao. Nhưng do nhiều lý do mà đề xuất này bị bỏ qua nhanh chóng, trong khi ở các nước trên thế giới, việc tạo dựng hệ thống đường trên cao đã có từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ngay ở Đông Nam Á, hầu như các thành phố lớn đều có đường trên cao dành cho xe bus, taxi, xe cá nhân và tàu điện. Chẳng hạn như Bangkok có hơn 70 km đường trên cao. Còn Singapore do đất nước nhỏ nên việc làm đường trên cao được ưu tiên với hàng trăm km. Trung Quốc có những thành phố đường trên cao không chỉ có một mà thậm chí là 3-4 làn chồng lên nhau trên cùng một tọa độ, dày đến mức người ta gọi là spaghetti bowl, nhìn từ trên cao xuống giống như một bát mì ống. Thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc nổi tiếng với địa danh Hoàng Giác Đoan, nơi có 20 tuyến đường trên cao đan nhau như một mê trận. Đường trên cao có nhiều điểm lợi thế hơn so với tuyến đường mặt đất hay dưới ngầm. Với các thành phố đã có nhiều năm tuổi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bangkok, Manila, thì đây là một trong những phương cách lựa chọn có nhiều ưu điểm. Khi dân số tăng lên, diện tích có hạn nên phải nén lại các phương tiện giao thông gia tăng nhanh chóng từng ngày, buộc phải tăng tỷ lệ đường giao thông. Thực ra những thành phố đã hình thành ổn định như thành phố Hồ Chí Minh thì việc mở rộng đường rất khó khăn và tốn kém. Từ năm 2005, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch mở rộng các trục đường ở các cửa ngõ thành phố, nhưng không làm được. Chẳng hạn dự án mở rộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu vực Hàng Xanh, Sô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13 thuộc quận Bình Thạnh, đã được triển khai hàng chục năm qua, nhưng đến nay dự án này vẫn còn nằm trên giấy. Một trong những nguyên nhân ách tắc này, một phần vì thiếu vốn, phần khác khó khăn hơn là vướng đền bù giải tỏa, bởi số tiền dành cho đền bù thường chiếm từ 40 đến 50% tổng số tiền dự án. Tốn kém nhưng chúng ta phải nhìn từ lợi thế. Đường trên cao là những đoạn bê tông đúc sẵn đặt trên các trụ bê tông, nên không chiếm nhiều diện tích đất.
Việc giải tỏa hai bên làm hành lang an toàn cũng không nhiều, thời gian thi công nhanh, chi phí thấp, không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nếu làm đường trên cao chạy trên mặt kênh còn kinh tế hơn nữa, vì không phải giải tỏa đền bù, nếu sử dụng kỹ hệ thống tàu điện treo một ray với kỹ thuật mới, hệ thống chạy trên mặt kênh mà không cần phải làm mố hay trụ đỡ dầm từ dưới lòng kênh. Đến Dubai hay Thiên Tân, Hồ Bắc của Trung Quốc sẽ thấy các con đường trên cao hiện đại, thanh thoát và đẹp mắt. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành 6 tuyến metro với tổng chiều dài gần 200 km. Nếu làm 5 tuyến còn lại theo cung cách như tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dài 19,7 km mà mất 12 năm vẫn chưa đưa vào sử dụng thì việc hoàn thành 6 tuyến có thể sẽ mất 100 năm như Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cảnh báo. Do vậy, việc xây dựng các tuyến đường trên cao gợi ý cho Thành phố Hồ Chí Minh một cách tiếp cận khác tuy không mới, đó là có thể xem xét những tuyến không cần thiết phải làm metro, không phải làm hầm chui. Đó là hướng đi mới, rất khả thi, không chỉ tiết kiệm mà còn đẩy nhanh tốc độ thi công và phù hợp với bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Kính thưa quý khán giả, áp dụng mã định danh cho thửa đất bao giờ thành hiện thực? Đó là đề xuất của Thạc sĩ Nguyễn Đức Thuận khi cho rằng nếu muốn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nên tạo mã định danh, còn gọi là ID cho thửa đất. Đây là một loại tài sản gắn liền với đất. Theo đó, ID của thửa đất được lưu trong hồ sơ giấy như một bản sao địa chính qua các thời kỳ. Có nghĩa là cho dù thửa đất không tồn tại thì mã định danh vẫn còn lưu và có thể tra cứu khôi phục. Trong thời đại hiện nay, một nguyên lý trong tất cả cơ sở dữ liệu nói chung và cơ sở dữ liệu đất đai nói riêng đều phải áp dụng ID nhằm thuận tiện trong quản lý. Ví dụ ID cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thể hiện trên căn cước công dân và thực ra trong tất cả các cơ sở dữ liệu đang vận hành hiện nay tại nước ta. Chỉ duy nhất cơ sở dữ liệu đất đai của ngành tài nguyên và môi trường chưa áp dụng ID cho đối tượng cần quản lý là thửa đất. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài nguyên Môi trường đã giao nhiệm vụ trong đề tài khoa học cấp bộ về nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính 2,5D đối với thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất. Theo đó, chỉ cần gõ mã số TNMT.2022.04.10 là tạo được ID theo phương pháp tọa độ thửa đất cho thửa đất. Thực ra ID theo phương pháp tọa độ thửa được bắt đầu nghiên cứu từ những năm 2008, sau đó đã hoàn thiện và có những công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành từ năm 2012, 2018, 2023, 2024. Đây là đề tài đã xây dựng được bộ công cụ phần mềm tạo mã định danh thửa đất và thử nghiệm thực tiễn tại 4 tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Đề tài cũng đã được Bộ Tài nguyên Môi trường nghiệm thu. Ngày 12 tháng 6, trong cuộc họp trực tuyến góp ý sửa đổi nghị định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã có ý kiến về mã định danh thửa đất. Bởi theo nghị quyết 18 trên NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ mục tiêu và kết nối liên thông. Với công nghệ đo đạc thủ công như hiện nay, bước 1 là đo đạc thành lập bản đồ địa chính cho một đơn vị hành chính cấp xã, cũng mất ít nhất từ 1 đến 2 năm do phải đo đạc toàn bộ diện tích của cả xã rồi mới chia mảnh, đánh số thửa bản đồ. Sau khi đo đạc xong, tiến hành bước 2 là cấp giấy chứng nhận và bước 3 là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Do vậy, từ nay đến cuối năm 2025, chỉ còn lại 18 tháng, mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung như Nghị quyết 18 trên NQ-TW đề ra chắc chắn không thực hiện được. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu này, chỉ có một con đường duy nhất là áp dụng ID thửa đất theo phương pháp tọa độ thửa. Khi áp dụng ID, chúng ta không cần đo đạc toàn bộ diện tích cấp xã mà áp dụng quy trình mới 3-1. Tức là khi tiến hành đo đạc thửa đất nào, gắn ngay mã định danh cho thửa đất đó, tiến hành cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Việc gắn ID thửa đất với 14 ký tự số cho thửa đất và 17 ký tự cho tài sản gắn liền với đất. Như vậy, trong công tác quản lý đất đai ở nước ta hiện nay, ID có thể thay thế cho cách quản lý bằng số tờ, số thửa lạc hậu, bất cập và không hiệu quả như hiện nay. Có thể khẳng định đây là một cuộc cách mạng trong công tác quản lý đất đai ở nước ta, mang lại hiệu quả vô cùng lớn,
không thu kém ID cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc áp dụng cũng không gây gián đoạn đến công tác quản lý đất đai, không tốn kém kinh phí và hoàn toàn tự động do đã có bộ công cụ phần mềm tạo mã số định danh tích hợp được với các phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai đang vận hành tại nước ta như VLIS, VNPT ALIS, VBD LIS. Hiện nay, cơ sở dữ liệu đất đai của nước ta được xây dựng vận hành ở các dạng tập trung trung ương, tập trung cấp tỉnh, phân tán cấp huyện, thậm chí như huyện đảo Trường Sa, cơ sở dữ liệu đất đai độc lập với cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, nếu áp dụng ID thửa đất, tài sản gắn liền với đất sẽ linh hoạt hơn ID cá nhân về dân cư, là có thể phân cấp về Ủy ban Nhân dân tỉnh thành, thậm chí là cấp huyện, nhanh chóng thực hiện các thủ tục trong quản lý đất đai tại địa phương, không cần phải quy định chỉ có cấp bộ mới được xây dựng như ID cá nhân. Trong thời gian tới đây, chắc chắn nhiều nước trên thế giới sẽ áp dụng ID thửa đất theo phương pháp tọa độ thửa, thay cho cách thức áp dụng số tờ, số thửa trong quản lý đất đai, bất động sản như hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.